Chào mừng bạn đã quay trở lại với một video hướng dẫn mới của Girl Studio. Chủ đề hôm nay là đăng livestream lên Facebook và YouTube. Sau đây là các bước thực hiện. Bước 1. Vào website của Girl Studio và chọn mục quản lý dự án. Chọn dự án mà bạn muốn đăng làm livestream. Sau đó chọn phát trực tiếp. Bước 2. Thiết lập phát trực tiếp. Đầu tiên bạn hãy chọn tài khoản nơi mà bạn muốn đăng. Đó có thể là Facebook hoặc YouTube. Đối với Facebook, bạn có thể chọn đăng lên nhóm hoặc trang nơi mà bạn làm quản trị viên, tức admin, hoặc đăng lên trang cá nhân của bạn. Tiếp đó bạn điền tiêu đề và nội dung cho livestream. Trong đó, nội dung là phần caption cho livestream trên Facebook. Sau đó bạn chọn thêm nơi đăng. Những nơi đăng bạn đã chọn sẽ hiển thị dưới phần nơi đăng. Đối với YouTube, vào YouTube và ấn biểu tượng tạo video hoặc bài đăng ở góc trên bên phải giao diện. Chọn dòng phát trực tiếp. Một bảng sự kiện trực tiếp mới sẽ hiện ra. Ở đây sẽ có một vài tùy chỉnh cho livestream của bạn. Bạn có thể điền tiêu đề cho livestream ở dòng chọn tiêu đề. Có 3 thiết lập chế độ cho livestream của bạn: công khai, không công khai và riêng tư. Sau đó bạn có thể thêm mô tả và chọn lĩnh vực mà livestream của bạn sẽ hướng đến. Chọn lên lịch nếu bạn muốn đặt thời gian lên sóng cho livestream của bạn. Hình thu nhỏ là hình đại diện cho video của bạn trên YouTube. Hai tùy chọn cuối là giới hạn trẻ em và độ tuổi. Sau đó bạn chọn tạo sự kiện trực tiếp. Có hai thành phần cần chú ý là tên hoặc khóa sự kiện trực tiếp và URL của sự kiện phát trực tiếp. Tại thiết lập nơi đăng, chọn tự cấu hình địa chỉ đăng. Quay lại YouTube và copy hai thành phần theo cú pháp URL của sự kiện phát trực tiếp. Gạch chéo tên hoặc khóa sự kiện trực tiếp. Sau đó bạn chọn thêm nơi đăng. Bạn cũng có thể xóa những nơi đăng đã thêm bằng cách nhấn vào biểu tượng thùng rác. Để hoàn thành việc thiết lập, bạn hãy chọn tiếp tục. Livestream của bạn sẽ được phát đồng thời lên các nơi đăng mà bạn đã chọn. Số lượng nơi đăng cùng một lúc sẽ phụ thuộc vào gói cước bạn đang sử dụng. Để phát được livestream lên nhiều nơi đăng cùng một lúc, hãy nâng cấp gói cước của bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo.